như khát khao. Có những hy vọng. Tưởng dường như có những lúc không thể níu kéo được. Dù bình yên hay là sóng gió. Và tôi vẫn đứng dậy và luôn có em bên cạnh. Đó chính là em. Vì anh ơi, anh đến đây. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà em chính thức gọi anh là chồng, ngày mà chúng ta bắt đầu sống có trách nhiệm và yêu thương nhau, cùng nhau vun đắp cho gia đình của chúng ta sau này. Cảm xúc anh lúc này thì không thể nói lên lời, anh cũng chỉ biết là cảm ơn em suốt quãng thời gian vừa qua đã luôn ở bên cạnh anh. I will rescue you.
be standing there in the rain. I'll be by your side. 100 năm 10 phút nha. Dạ. Gửi cho nó. Gửi cho anh cho con suốt đời những tháng một năm. Ngon ơi. Lòng mong thấy xôn xao ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc tiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Xa xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay buổi tiệc long lanh, thật nhiều ánh mắt ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc tiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Nhất kết lại mình chứ cho ngày vui nhất.
rơi trên mái nhà, từng dòng ký ức không xa lạ. Bụi thời gian dẫu có thêm phai nhòa, thì trong em vẫn như ngày đầu ta đã bên nhau. Mặc cho bão giông, em là dòng sông, người là cơn sóng, và thế gian chưa có thể.